你几天？你过几天？ 很久没扔了，对吗？有。搞定吗？有，搞稳头。嗯。比赢那些啥呗。嗯。连开，几个给侬开，侬还晒个衣裳吗？ 我晒，你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 晒
Ý là nhưng mà sau khi tiêm vaccine xong em mới bị đúng không? Hay là không biết luôn? Em cũng không biết luôn. Rồi biết cái gì? Đi lên bắt máy tiếng. Em cũng không biết, em chạy, em không có coi. Em không biết đi lên đây mấy giờ nữa. Trời ơi, đi là đi đây hả? Dạ. Hạnh lấy cho miếng bông nhung nước Hạnh. Cái gì đấy, nghiêng nghiêng thôi, nhấc người lên đi. Ý là cái này nó bị lệch, em nằm. Bị lệch hả? Dạ. Chơi Noel mà kiêng bia rượu thì còn gì là vui nữa. Cái gì? Ai nghiện? Lấy hôm qua chị có uống đâu.
của em. Mà mát quá đấy. Mát quá hả? Em mát đấy, bị mát đấy. Ừ, bị chập đấy. Nghiêng 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 thắng. Bị chai nữa không? Nó có bị sưng lên không? Sưng thì mới ra chứ. Vậy là mụn là do ông chứ không phải do mình đánh không ra được. Cố lên, cố lên, cố lên.
Bóc bóc ít bông rồi chị ăn. Cười áo nó được trần chuồng người ta ra luôn á. Cứ đòi cười áo người ta ra không. Thấy không? Thấy nhỉ? Là chứng tỏ bởi chất không xin nhê gì đúng không? Chung là giờ khóc. Ây da. Trời ơi, cái đó. Xin lỗi thì cái này không cố ý. Cố tình đúng không? Không, không luôn. Thank you.
ngang cái đầu vào. Nghỉ xíu à? Đổi bên đi nghiệp. Cười. Đây. Con chị vui lắm hả? Nghiệp quạt đấy. Lạch là nó cao hơn ta. Chị là chuẩn bị. Em đứng được xíu với chị được đâu. Còn cao không? Yeah. Giữ cái chân chị bên đây luôn rồi đấy. Gì mà đưa lên đưa xuống rung lên rung xuống vậy mình đẹp dựng bia một chỗ ấy.
nó hẳn là như mụn đó hả? Ừ. Thế sao? Cái gì hồi nó đó hả? Nó vừa ra lại khỏi liền rồi, tại chị đã số chậm. Thế bình thường có bao giờ hỏi đâu, tự nhiên bữa nay hỏi thì thắc mắc thôi. Xem được có ai làm nhỏ à? Chưa hết. Hôm qua còn chưa hết say. Dư âm. Đi là không kiểm soát được liền à? Mà đi ra ngoài cái là không kiểm soát được liền à? Uống bất chấp đi. Lúc đầu còn ngại ngại. Ừ, thôi không muốn đâu. Đâu là không muốn. Chí nữa, ta tới bên. Tới bên đi bắt tài rồi. Không, cái thằng kia đi ngủ là đảng luôn á. Tụi gãy. Ghét. Con Hương á? Hương á hả? Con Thương á? Ừ. Ai bảo đi lấy chồng? Nó chụp ảnh gì ấy. Ủa, anh đi đâu ấy? Mới nhá là trời vẫn nhắm. Ủa? Thằng đây em. Đi tới mụn chứ là làm gì mọi người bất ngờ như vậy? Qua thăm hạnh. Ghê. Không cho người ta về nhà là từ chối rồi. Ủa, tự nhiên siêu gì chơi rồi đòi về nhà. Ừ. Em giữ giá xíu đi em. Ủa giá xướp, xướp. Giá có ăn được không mà giữ. Từ 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 chứ. Chủ cái quay. Ủa em phải quen giờ phải điều đó đi chứ. Ừ. Thì là cái này còn thêm sáng không anh? Tiếng hỏi cà phê em mua cho ly với lại mọi người quán về mà. Ừ. Trả lời ừ. Mình nói ly cho mình nhân số lượng lên.
Uống cà phê xong xay cà phê hồi hộp với 173. Không, em đâu có xay cà phê đâu. Bia xay xay không xay thôi chứ xay gì vậy? Như. Ủa lúc đầu Như làm à? Anh nằm bên giường đi anh. À mà cũng đã ấy đâu. Có chứ, uống mấy con bia trong hộ từ lưu là. Ủa cái gì mà lên nhanh vậy? Tức khuya thì có. Đến mấy giờ sáng? 2 giờ gì đó. Tài nó dậy được chưa anh? Đó, nó về buổi sáng mà. Cái tội gáy. Như nói không được mình ra. Cái tội gáy cho chừa. Tại sao? Sao mà để được? Nó phải đi theo tay em chứ. Tay em đâu phải để một chỗ đâu. Thì hôm nay là quay dĩ anh mà em thấy nó chưa đủ sắc nét chứ là nó không đủ sáng đó. Quay dĩ em hỏi anh đó. Nó vẫn bị rung rung. Tay này nó không có cái này. Thì đấy. Cơm mà không ăn miệng đâu. Kim bò hư hả? Nằm dưới luôn kìa. Ừ. Sao được? Em không biết. Happy. Phải nó mỗi lần mở nguồn lên cái là tự nó xây nắp gấp gì. Giống cái bên kia, cái bên kia bữa giờ chưa xài luôn kìa. Cũng được ăn. Cái này trong người bà không chứ không có đây thôi chứ tìm đâu. Cái này bà để đâu không? Không giấc chịu hết ngày. Sáng mấy giờ anh mới dậy? Sáng 7 giờ mấy á. Dậy sớm ngay. Chị ăn gần 10 giờ kìa. Cũng nghe vậy. Không kêu là không biết được dậy luôn. Chị ăn qua say mà. Say không? Say không nhớ gì luôn. Sáng vậy mà còn ngáo ngáo. Nãy còn thấy ngáo mà. Vậy là anh tưởng đỡ hưởng cho mặt buổi sáng ngáo ra nào. Không. Không bằng hôn uống rượu. Này không quay bằng nào vậy? Cái đọc của nó hay quay bằng rượu gì vậy? Cái mặt trận đó, cái này chưa có cài. Tại hôm qua cài 12 đó chị. Ngày qua, cố tiêu luôn. Cái này chưa cài. Tính ra cái này là chuyên quay luôn đấy nghiệp. Thấy chưa? Ủa Vân. Vân không thấy hả? Gớm vậy mà đi tìm giống như kiểu mà cái quý lắm á trời. Em tưởng là cái gì quý lắm luôn. Thật luôn á. Vâng. Sao giống người ta hả? Giống bữa ấy vậy. Thank you.
Mày đè trên đầu chị mày đi. Em nói em không có cố ý mà. Cố tình không cố ý. Anh Lập có làm gì không ạ? Làm bao nhiêu ấy? Chút. Em nằm giường chơi anh. Nó hết thấy gì luôn. Ừ. Oh yeah. Cố lên, cố lên. Cái này đều là xong. Xong anh mặc chị. Em mụn như thế luôn á. Rồi. À, mặt chị quay sát mặt chị luôn để thấy mụn. Mặt em đâu có mụn đâu. Em bị sai vậy. Sao rồi hả? Nè khuôn nè. Mặt nó phê. Cái gì vậy? Rồi.